Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng YouTube, đó là hướng dẫn cho các bạn cách xóa playlist trên YouTube trên điện thoại Android nha. Thì đầu tiên để mà xóa danh sách phát hoặc là playlist YouTube trên điện thoại thì các bạn làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng YouTube lên. Tiếp theo các bạn hãy click vào ảnh đại diện avatar ở phía trên góc phải màn hình điện thoại các bạn click vào. Tiếp theo các bạn hãy click vào YouTube Studio nha. Nó sẽ mở ra một ứng dụng là YouTube Studio. Nếu bạn chưa tải cái ứng dụng YouTube Studio này thì về thì các bạn hãy vào CH Play. Sau đó các bạn hãy tìm kiếm cái từ khóa là YouTube Studio để tải nó về. Đây. Đó, nó có tên đó. Thì các bạn hãy tải cái ứng dụng này về nha. Tiếp theo, sau khi đã vào YouTube Studio thì các bạn hãy nhấn vào ba dấu gạch ngang ở phía bên trái màn hình điện thoại nha. Các bạn click vào, sau đó các bạn nhấn vào danh sách phát. Thì như các bạn có thể thấy những cái danh sách phát trên kênh YouTube của mình như thế này. Thì nếu bạn muốn xóa danh sách phát nào thì các bạn hãy nhấn vào danh sách phát đó. Ví dụ như mình sẽ nhấn vào danh sách phát là Phạm Hoàng để mà xóa đi. Mình sẽ nhấn vào. Thì nó sẽ chạy hơi lâu nha, các bạn hãy đợi. Thì để mà xóa danh sách phát này thì các bạn hãy click vào biểu tượng hình Facebook ở trên góc phải màn hình điện thoại nha, các bạn hãy click vào. Thì các bạn có thể thấy một danh sách phát hiện lên, thì nó có cái chỗ mà xóa danh sách phát thì các bạn hãy nhấn vào xóa danh sách phát. Sau đó các bạn nhấn vào OK. Thì như các bạn có thể thấy là danh sách phát của bạn đã được xóa đi. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách xóa danh sách phát trên YouTube trên điện thoại Android. Thì trên dòng điện thoại iOS thì các bạn cũng thực hiện tương tự nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.